Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 vừa qua, tờ báo The Hill của Mỹ, tờ báo chuyên đưa tin những hoạt động của lưỡng viện Mỹ đã có đăng bài Trung Quốc múa gậy tại Biển Đông của James Home, một chuyên gia về hàng hải thuộc trường Naval One College. Để giúp cho quý vị khán giả có một góc nhìn đa chiều hơn và hiểu rõ hơn về âm mưu, ý đồ của Trung Quốc, cũng như sự nhìn nhận của các nước lớn như là Mỹ về vấn đề bãi tư chính, Chúng tôi xin lược dịch một số phân tích quan trọng trong bài viết này. Trước hết, tác giả James Holm cho rằng cuộc tranh chấp giữa Iran và Vương quốc Anh, mỗi nước đã giam giữ một tàu chở dầu của nhau đang khiến cho thế giới chú ý và quên mất rằng chuyện Trung Quốc tạo sóng tại Biển Đông. Tác giả tự hỏi tại sao hai chuyện nóng trên biển lại xảy ra trong thời gian quá gần nhau như thế? Phải chăng là có kẻ lợi dụng điểm nóng tại chỗ khác để hành động của mình bớt bị chú ý? Hành động của Trung Quốc ở gần bãi tư chính được tác giả cho rằng Trung Quốc đang cố gắng củng cố kiểm quyền soát 80 đến 90% biển Đông, bao gồm cả vùng biển được phân bổ cho các nước láng giềng Đông Nam Á theo hiến pháp đại dương, chính là công ước về luật biển. Đây cũng là một chiến lược hành động dài hơi của Trung Quốc. Trở lại năm 2009, Bắc Kinh đã đệ trình bản đồ lên Liên Hợp Quốc, khẳng định rằng chủ quyền không thể chối cãi của họ trên vùng biển trong cái gọi là đường chín đoạn của họ. Nó bao quanh từ 80 đến 90% biển Đông. Chủ quyền có nghĩa là một chính phủ được thực thi luật pháp trong không gian địa lý, được phân định theo biên giới. Nói cách khác, Trung Quốc cầm quyền, quyết tuyên bố quyền ra lệnh cho tàu và máy bay Trung Quốc và nước ngoài có thể và không thể làm gì trong đường chín đoạn, giống như luật pháp Trung Quốc chi phối những gì công dân và người nước ngoài được làm trong biên giới Trung Quốc trên đất liền. Bài báo cũng khẳng định rất mạnh mẽ Trung Quốc đã sai khi xâm phạm chủ quyền nước khác, khi dẫn chi tiết rằng trong tháng này, tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc Hải Dương 8 – đá đầu gần bãi tư chính. Giáo sư danh dự Kha Thayer, chuyên gia Việt Nam từ Đại học New South đã giải thích, vùng nước xung quanh bãi tư chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, một vành đai 200 hải lý ngoài khơi tính từ đường cơ sở được phân chia cho các quốc gia ven biển theo quy định của luật pháp quốc tế. Từ đó, جيم hôm khẳng định rằng đặc quyền là đặc quyền của Hà Nội chứ không phải là của Bắc Kinh. Hà Nội mới duy nhất được hưởng quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên từ cả dưới nước và đáy biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đáy biển trữ lượng khoảng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ feet khối khí đốt có thể khai thác. Hiện tại, bãi tư chính Việt Nam đang rất kiềm chế và làm đúng phần việc của mình. Bài báo trên giờ hiểu viết rằng, bãi tư chính không có các tàu chiến mang tên lửa hù dọa nhau và cũng không có các máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời dọa dội bom. Thay vào đó, như báo cáo từ tờ Straits Times có trụ sở tại Singapore, lực lượng bảo vệ bờ biển hai bên đã đối mặt quanh Hải Dương 8 tàu cảnh sát biển hiện diện ở đây chứ không phải là tàu chiến. Cảnh sát được vũ trang nhẹ hoặc không vũ trang thường hoạt động trong khu vực nằm dưới quyền tài phán của nước mình. Họ thi hành luật pháp quốc gia, giải cứu người đi biển khỏi nguy hiểm và thực hiện các công việc hành chính, ít khi họ tham gia chiến đấu. Jim hôm viết rằng, Bắc Kinh và Hà Nội đang cố gắng gửi thông điệp rằng họ có quyền đưa ra các quy tắc điều chỉnh đối với những gì xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Việt Nam. Bằng cách triển khai các tàu hộ vệ bờ biển, cả hai nước đã tuyên bố rằng và trên thực tế, tại biển đông đã diễn ra, họ đang thực thi luật pháp ở vùng biển nơi họ có quyền làm như vậy. như vậy, theo cách viết của James Holmes, trong trường hợp này, thì cảnh sát biển và các lực lượng chấp pháp của chúng ta đã cơ sở đúng với nhiệm vụ và bổn phận của mình trong vùng đặc quyền kinh tế của nước Việt Nam. còn Trung Quốc thì dáng đóng kịch hành động tại một nơi mà họ không thuộc về. trong tâm thế của kẻ làm việc bất minh, Trung Quốc vẫn đặt tay lên cây gậy lớn, tức là phòng trường hợp dùng sức mạnh quân sự. việc này được James Holmes mô tả là Trung Quốc thủ sẵn lực lượng máy bay, tên lửa trên bờ và hải quân phía sau để sẵn sàng yểm trợ. Trên thực tế, là ngay trước đó, Trung Quốc đã tập trận rầm rộ và phóng thử tên lửa trên biển Đông gây lo ngại cho các nước láng giềng. Với kiểu tay múa gậy nhỏ, tức là lực lượng cảnh sát biển, tay giữ gậy lớn, tức là lực lượng hải quân, Diêm Hôm đánh giá Trung Quốc có tùy chọn leo thang từ đấu gậy nhỏ sang gậy lớn nếu thuận lợi, còn Việt Nam có ít lựa chọn như vậy. Theo Hôm, nếu như cố Tổng thống Mỹ Roosevelt có sống lại dù không bao giờ chấp nhận mục tiêu của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng ông cũng phải ngả mũ trước chiến thuật múa gậy nhỏ giữ gậy to của Trung Quốc. Tổng thống Roosevelt là người rất thích câu trầm ngôn, nói năng nhẹ nhàng và cầm cây gậy to sẽ giúp bạn đi xa và từ cây gậy đã trở thành thuật ngữ chính sách ngoại giao của Mỹ sau này. Để đối phó với Trung Quốc mưu mô thâm hiểm như vậy, thì tác giả trong phần kết bài cho rằng Việt Nam cần phải tìm kiếm cho mình những đồng minh dám liều chơi tới cùng bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký để nhận những video tiếp theo của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại